Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ lại bắt đầu với mình tiếp tục trong cái hành trình học Canva tại nhà này. Và hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu với mình về cái phần thiết kế cho mình cái hình in trên cốc rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào một cái phần mới. Tiếp theo, vẫn trong cái sản phẩm in này thì chúng ta có một số cái mục như trên màn hình mình đang nhìn thấy đây. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ học thiết kế cho mọi người về cái phần bạn in tranh vải theo cái khổ dọc. Đó, thì đây cũng là một phần mà chúng ta chưa từng thiết kế bao giờ. Và hôm nay mình tìm thấy cái phần này trên Canva thì là mình quyết định sẽ học và thiết kế. Nên nếu như mọi người đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về cái phần bản in cho cái tranh của mình, thiết kế một cái bản, sau đó là chúng ta in ra những cái sản phẩm ấy, thì hôm nay mọi người sẽ cùng vào đây và tìm hiểu với mình nhé. Đây thì cái phần này hôm nay mình sẽ bắt đầu vào học và xem là nó có những cái mẫu thiết kế như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là phần bản in tranh vải này, chúng ta sẽ ấn vào. Nó đã hiện ra một cái phần như này. Tiếp nha. Đó, ở đây có một số những cái mẫu mà ví dụ như là đây. Dành cho bạn này. Đó, hoặc là cái bản in về Giáng sinh này. Đấy, ngày lễ này, ngày của mẹ này, ngày của cha, những cái bản in về lễ tốt nghiệp hay là Valentine. Đó, rất là nhiều nha. Đây, có thêm một số những cái phần kết quả khác. Đó, mọi người nhìn thấy ở đây. Đây, chúng ta sẽ cùng xem nhé, qua một số những cái mẫu. Sau đó thì mọi người sẽ cùng đi vào với mình và... Wow, mẫu này thật sự là đẹp luôn đấy. Những cái mẫu như thế này này. Wow, đẹp nha. Rất nhiều những cái bản chúng ta có thể thiết kế để xong chúng ta sẽ in nó ra, thì sẽ là được những cái bức tranh rất là đẹp để chúng ta có thể treo tại nhà hoặc là gì đó. Nha, tiếp nha. Bây giờ sẽ vào đây những cái mẫu như này. Nhưng trước tiên thì mình cần phải tìm được những cái hình dạng như thế này đã, sau đó thì mình có thể thiết kế và ghép nó vào được. Tiếp. Đó, bây giờ mình sẽ thử vào một cái phần nhé.
dụ này. Đây về ngày của mẹ đi. Đó, sao nó sẽ nhìn thấy này. Ok. Đây, một số những cái mẫu rất là đẹp như này. Tiếp này. Đây này. Đó, ví dụ như cái hình như thế này nhá. Đây, một số những cái mẫu như này. Đó. Thêm những cái phần ghép hình ảnh vào như thế này nữa này. Chúng ta có rất nhiều cái phần khung có thể ghép nó vào cho nó phù hợp. Hiện đây mình sẽ xem. Đó. Những cái mẫu như thế này. Để mình sẽ thử thiết kế một cái mẫu chúng ta xem sao nhé. Phần tia này. Đấy, ví dụ như này. Đầu tiên nhá. Đây. Đây chúng ta sẽ thêm một cái thiết kế như thế này nhé. Đầu tiên này, đó là hình hoa. Ta sẽ thêm thành phần. Này. Tiếp nha. Đây mình sẽ tìm một cái như đây là nó là một cái hình bông hoa. Chúng ta sẽ kéo tiếp. Đây dùng những cái mẫu như thế này. Mình sẽ tìm cái mẫu khung.
Này. Tiếp này. Mình tìm ở đây, mình sẽ tìm một cái khung giống như bên trên. Đó, hình bông hoa này. Để xem. Wow. Ở cái phần khung này chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều những cái khung nhá, không chỉ là một cái đâu mà rất nhiều. À, hầu như là chúng ta đều được sử dụng nó miễn phí hết. Đó là những cái mẫu như thế này. Đây. Mọi người nhìn thấy đây là một cái mẫu hoa đúng không? Thì đây cũng là một mẫu hoa này. À, chúng ta có rất nhiều những cái phần khác nữa. Ở trong đây có cả chữ này. Đấy. Tiếp này. Thì mình sẽ chọn cái phần này. Đây. Sau đó chúng ta sẽ thêm cái hình ảnh vào. Sau đó thì mình sẽ thêm hình ảnh này đầu tiên là tiếp. Đây, ví dụ như mẫu này. Oh, hình này rất là đẹp nha. Nhưng mà chúng ta lại không sử dụng được chứ. Xong là như này. Đó. Ok này. Bây giờ chúng ta sẽ thêm tiếp. Để sẽ thêm đầu tiên là sẽ tìm cái phần hoa nhá. Hoa này và những cái đường vẽ như thế này. Đó. Ví dụ như là hoa. Ok, giờ chúng ta sẽ tìm. Đây, ví dụ như này nhá. Tiếp này. Bây giờ tiếp này. Tiếp này.
Bây giờ chúng ta sẽ thêm một phần tiết, đó là mình sẽ tìm cái bông hoa mà nó giống phù hợp với cái phần này nhá. Đây sẽ tìm bông hoa này. Đây, ví dụ như hình này. Tiếp này. Đây. Đây. Đấy. Mình sẽ chọn đây tìm thử xem nào. Chúng ta sẽ chọn cái mẫu. Thì có thể là mẫu như thế này. Mẫu này thì nó cũng đó, ví dụ như này. Đây. Đây là cái hình này đi. Cũng không. Đây, đây.
Đây thì mình sẽ tìm một cái. Quay này, lật ngược. Đó. Chúng ta sẽ đây cho nhỏ xíu nhá. Đó, mà cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì bông hoa này cũng ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái chữ. Mình sẽ thêm hai cái câu vào đây. Đầu tiên tiếp này, đây là về ok. Đó. Tiếp. Tiếp này. Chỉnh lên này. Sau chúng ta in đậm rồi nhá. Tiếp. Giãn cách thì có thể. Tuy nhiên thì đây mình sẽ chỉnh hiệu ứng này. Tiếp này. Thank you.
Bây giờ tiếp theo, trình hiệu ứng, mình sẽ chỉnh nó uốn cong. Được, tầm như này. Đó. Đó. À, cái này thì mình sẽ cho là không. To này, sẵn cạnh đây. Nên cho vừa vừa thôi nha. Ok, sau đó mình sẽ có thể chỉnh lại cái form này cho một chút. Ok nha. Tiếp theo này, bây giờ thêm nhá. Ăn chơi. Đây là chúng ta để như thế tầm này, cho to lên xíu này. Tiếp nè. Sau đó thì
Tiếp. Đó. Đó. Đấy, là chúng ta xong về phần tiếp. Để chúng ta sẽ xem. Đó, có rất nhiều phần nha. Đây chúng ta đã thiết kế xong một cái phần. Giờ mình sẽ thêm thử một cái phần nữa. Đây, nó sẽ tìm cái mẫu đó. Tiếp này. Có bản in này. Cả ngày của cha nữa đó, tôi rất nhiều luôn. Đây chúng ta sẽ thử ví dụ như này. Đó, hoặc là một số những cái hình nền như thế này thì cái mẫu này chúng ta thấy cũng khá là nhiều. Tiếp. Có cả về Giáng sinh này. Tiếp. Nhiều phần như này nữa. Đây, một phần Giáng sinh này, bóng đèn này, Time Let Go, hoặc là ông già Noel. Giáng sinh thì cũng có nhưng mà không có quá là nhiều mọi người. Đó. Đây hoặc là ví dụ về lễ tốt nghiệp nhé, hoặc là về tình yêu. Tiếp nè.
Đây, có khung vẽ nữa. Đó, có hình trái tim này. Đây, chỗ như này. Đầu tiên nhá. Thêm này. Đây giờ kéo lên một chút. Sau đó thì cho hình tròn. Tiếp này, để xuống một xíu nhá. Rồi đưa về sau. Đây mình sẽ chọn này. Tiếp nha. Đây mình sẽ thêm cái hình ngôi nhà này vào đây. Ok rồi, sau khi đó thì nó sẽ đặt nó sang đây cho nó cân chút xíu. Và đổi cái màu này thì nó hơi đỏ chút. Đây, bây giờ phần này sẽ đổi màu thành màu hồng. Đó, giống cho mọi người. Tiếp này. Đây có một cái ngôi nhà này. Nhà. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho hình ngôi nhà vào. Tiếp này.
tiếp. Đây, ví dụ như một số cái hình nhà như này. Đó, chúng ta có thể lựa chọn. Đây mình sẽ lấy cái này. Đây thêm tiếp này. Đây. Mình sẽ lấy cái hình này. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó là màu hồng. Màu đỏ. Đó. Sau chúng ta sẽ thêm một cái dòng chữ vào đây. Ok nha. Phần bạ này. Ok. Ok. Xong. Đó, vậy là xong nha. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, đây là cái phần thiết kế của chúng ta ngày hôm nay này. Thì cái bài ngày hôm nay chúng ta đã học về cái phần thiết kế những cái tranh treo. Đó, tranh treo tường ấy. Đấy, những cái bản in tranh treo. Và chúng ta và nhìn thấy trên đây, chúng ta mình hôm nay đã thiết kế xong cái hình như thế này. Và chúng ta cũng có thể thiết kế theo những cái bố cục khác rất nhiều. Và những cái mẫu ở trong đây, ví dụ như là về ngày của mẹ, của cha, hoặc là rất nhiều những cái phần khác. Thì mọi người sẽ có thể thiết kế ra những cái hình ảnh riêng cho mình trong cái Canva này nha. Thì buổi hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Mong là mọi người sẽ ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, share video này và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.